Thưa quý vị và các bạn, nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho bà con nông dân trong việc ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu để sản xuất chăn nuôi có hiệu quả, thì vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã phối hợp với huyện Phong Thổ tổ chức triển khai thực hiện mô hình canh tác lúa cải tiến SRI đối với giống lúa nếp tan. Sau 5 tháng thực hiện thì mô hình đã mang lại hiệu quả rõ nét, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích. Là một trong 10 hộ được lựa chọn tham gia mô hình canh tác lúa cải tiến SRI với diện tích hơn 8.300 m2, ông Vàng A Chẻo, bản Hợp 1, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, chỉ sau một thời gian đã nhận thấy rõ những lợi ích của mô hình. Năm đầu tiên là tham gia mô hình là SRI này là lúa nếp tan là hình thức, năm nay là cảm thấy là nó tốt hơn so với mọi năm. Đấy là mọi năm là dân từ đàm từ cấy thì nó không đạt hiệu quả. Mô hình sản xuất canh tác lúa cải tiến SRI tại bản Hợp 1, xã Bản Lang của huyện Phong Thổ được triển khai từ tháng 5 năm 2020 với diện tích 5 hecta, thuộc dự án tăng cường tiếng nói và năng lực cho nông dân thiểu số dễ bị tổn thương, ứng phó với biến đổi khí hậu Tây Bắc Việt Nam. 10 hộ gia đình tham gia mô hình được dự án hỗ trợ 100% về giống, phân bón, được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật làm đất, gieo cấy đến chăm sóc theo từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Nhờ đó, toàn bộ diện tích lúa sinh trưởng phát triển tốt, ít bị sâu bệnh gây hại và đã cho thu hoạch. Qua đánh giá thực tế, việc gieo cấy lúa theo hình thức cải tiến SRI giúp cho người dân giảm lượng thóc giống, giảm công gieo cấy, năng suất lúa cao hơn so với phương thức gieo cấy truyền thống là khoảng 1,5 tấn trên 1 hectare. Nhưng bây giờ thì đối với so với cái cách làm truyền thống của bà con ấy, thì bây giờ ra mình thấy nó hơn hẳn so với cái của bà con. Thì cái thứ nhất là cái phải gần giống là tiết kiệm được rồi, cái thứ hai là về phần phân bón cũng đã tiết kiệm được. Đấy, trong đó thì về quả năng suất mình bây giờ hiện tại mình thấy là cũng đã cao hơn so với cả khoảng 2-3%. Thành công bước đầu của mô hình sẽ là cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích sản xuất theo phương pháp cải tiến SRI trong những vụ tới. Từ đó, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao thu nhập cho người dân trên cùng đơn vị diện tích.